Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay trở lại kênh Dầu Blog Channel. Hôm nay quý anh chị và các bạn có khỏe không? Tình hình bất động sản của thành phố Phú Quốc hôm nay nói chung cũng có giao dịch ha, nhẹ và không có đóng tình trạng đóng băng, cũng không phải là định đóng băng. Thì cũng nhiều yếu tố kinh tế như là của các ngân hàng thắt chặt tín dụng và gốc lạm phát. Thì dưới một cái góc độ của anh với chị nhà đầu tư thì có mỗi gì nhà đầu tư có một cái góc nhìn khác nhau, có một cái góc độ đầu tư khác nhau. Thì có người đầu tư trong trung hạn dài hạn, có người đầu tư theo sóng hay là theo thời điểm. Thì mỗi người có một cái quan điểm. Thì hôm nay trở lại với kênh Dầu Web Channel thì em cũng như các chủ đề khác hướng dẫn quý anh chị và các bạn môi giới bất động sản đảo Phú Quốc. Thì cái hướng dẫn là xem thông tin quy hoạch trên điện thoại. Thì như liệu đã lâu em không có rảnh nên em làm hôm nay em rảnh em nhớ lại, thì em hướng dẫn quý anh chị xem thông tin quy hoạch trên điện thoại ha, mà để hôm nay đặc biệt là trên điện thoại của iPhone. Lúc trước em chỉ hướng dẫn quý anh chị và các bạn xem quy hoạch trên điện thoại Samsung hệ điều hành của Android, và hôm nay em hướng dẫn quý anh chị và các bạn xem của thông tin quy hoạch bằng cái hệ điều hành iOS của Apple. Thì vừa qua quý anh chị và các bạn nào có theo dõi kênh Dầu Blog Channel ủng hộ và đăng ký kênh và chia sẻ kênh, em cũng thành thật cảm ơn quý anh chị và các bạn. Mục đích để lập cái kênh để em chia sẻ giao lưu với anh chị vì mục đích cộng đồng. Thì quý anh chị yêu quý em thì đăng ký ủng hộ, thì cũng đó là cái động lực ha để em làm được những clip tiếp theo. Vì cái mục đích của em là để chia sẻ về cộng đồng. Em cũng đã có bao nhiêu cũng chia sẻ lên hết trơn rồi, để cho quý anh chị có cái góc nhìn để về cái thị trường bất động sản Phú Quốc và cái quy hoạch Phú Quốc. Thì em cũng muốn trao đổi với anh em nào mà có chung cái hướng thì về cộng đồng thì kết hợp để cùng chúng ta cùng nhau phát triển ha. Và để vào hướng dẫn thì em cho quý anh chị xem cho sơ bộ chơi ha. Trước mặt quý anh chị là và các bạn ở gần xa, có thể là quý anh chị ở các tỉnh thành khác cũng biết kênh em ha. Một số quý anh chị cũng có từng đã gọi cho em, và có số quý anh chị cũng coi có gì có đủ gặp được cái trường hợp clip em cũng biết Phú Quốc là ở đâu ha, là quan tâm thị trường bất động sản Phú Quốc thì cũng đã biết nó nằm ở chỗ nào. Một số anh chị cũng muốn cũng chưa biết Phú Quốc nên tìm hiểu Phú Quốc, thì cứ quý anh chị đây là cái Google ha. What? Đây là em cho quý anh chị về cái góc nhìn ha, đi Phú Quốc từ Nam đảo đến Bắc đảo. Thì Phú Quốc thì trước mặt quý màn hình quý anh chị và các bạn là em xuất phát ha, từ cho sơ bộ cho quý anh chị là cái bản đồ Google Maps ha, là mình xuất phát từ Nam đảo, là từ phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ha. Thì là cái điểm điểm cuối và là điểm đầu là Bắc đảo, là xã Bãi Thơm. Rồi anh chị theo ha. Em mô phỏng lại cái đường đi cho quý anh chị xem là cái hướng đi của cái đảo thành phố Phú Quốc qua 3D ha. Đó, trước mặt của anh chị và các bạn là cái thành phố Phú Quốc. Cái hòn đó là cái hòn sau lưng em là cái đó là cái hòn Thơm ha, là cái khu cáp treo của tập đoàn Sun Group ha, khu vui chơi giải trí của Sun Group. Thì em xuất phát bằng cái phần mềm. Thì ví như mình đi một chiếc xe ô tô từ Nam đảo, nó từ cảng cái cuối là cầu cảng của phường An Thới đó. Thì quý anh chị coi lại thành phố Phú Quốc còn lại những cái đó là những cái núi ha. Đó, phía bên tay trái với anh chị đó là
quần thể của cáp treo tập đoàn Sun Group. Chúng ta đang dần dần tiến tới của khu của là suối lớn ha, em đọc sơ bộ cho anh chị ha. Cái có một số anh chị chưa biết đảo Phú Quốc nó địa hình cái địa lý như thế nào đó, quý anh chị đã qua đó là cầu xấu, gọi là cầu xấu ha, nó là một khu phố 4. Rồi chúng ta đi vào tới khu A, khu 60, khu tái định cư 73 hecta và tái định cư của bộ đội biên phòng đó. Giờ mình đi qua hai cái mũi núi ha, núi Diều Hương, đó là ngọn núi bên tay trái, nó thuộc cuộc gì xã Dương Tơ. Rồi chúng ta đeo theo cái đường Nguyễn Văn Cừ này, nó đi theo đường tỉnh lộ 46 thì chúng ta đi tới qua khu suối lớn. Thì trên trục đường này nó có quy hoạch đó là hầu như là đất DKV và đất thể dục thể thao. Thì cái chỗ quý vị mình đang đi tới là chỗ khu này là quy hoạch của là đất thể dục thể thao ha, chuồng đua ngựa ha. Đó, theo cái đồ án rồi đi tiếp chúng ta lên là núi Mật Quỷ đó, cái này là tên là về địa phương. Rồi tiếp theo là chúng ta đi vào tới sân bay quốc tế của thành phố Phú Quốc đó. Đi theo cái giữa hai cái ngọn núi mà thuộc về một ngọn của xã Dương Tơ và giáp vào của Hàm Ninh. Đó, chúng ta vừa đi qua tiếp xuống đường cầu cảng Bãi Dòng ha, cầu cảng hành khách của cái Bãi Dòng. Và trong đây là tới dòng xe ngã ba số 10 hướng về bên tay trái, vậy bây giờ là đi theo của đường DT47. Nếu phải thì chưa quý anh chị và các bạn vào Hàm Ninh, chúng ta vừa qua khỏi cái khu du lịch của suối suối Chanh ha. Đó. Và chúng ta đi theo hướng về ngã ba suối Mây, trước mặt là quý anh chị và các bạn đó là ngã ba suối Mây đó, gồm núi Điện Tiên. Thì tiếp theo nữa là chúng ta đi vào vùng lõi của thành phố Phú Quốc, đó là phường Dương Đông đó. Tới đây ngã ba này là ngã ba đường Tiến Chánh, con đường cũng mới hình thành đây, mới hình thành đây là đường co trong được đợt này đặt tên là có khả năng đặt tên là thành đường 3 tháng 2 ha, đây là đường 3 tháng 2. Đó, chúng ta đang đi vào cái vùng này là vùng của trung tâm thành phố Phú Quốc. Bên tay trái thì quý anh chị cái đó là quy hoạch phân khu Dương Đông 1/2000. Bên tay phải thì chưa có đồ án phân khu xây dựng, thì kế tiếp sẽ có phân khu xây dựng 179 hecta nằm bên tay phải của Dương Đông mở rộng. Đó. Cứ chúng ta đi tới đó ngã ba. Ngã ba đây là đường là trục nối Nam Bắc và đường của đường Nguyễn Trung Trực từ trung tâm sân bay cũng đi ra. Rồi, tiếp theo chúng ta đi tới xã Cư Dương. À, núi là núi Ông Phụng, ở trên đầu núi là có cái miếu, có cái chùa ha. Nằm về là khu phố 10. Rồi kế tiếp quý anh chị đi qua tới núi đó là núi khu tượng ha. Bên tay trái, còn bên tay phải có quý anh chị sau lưng em á, đó là rừng quốc gia đó. Nếu theo cái đồ án quy hoạch đó là rừng quốc gia là màu xanh đậm, rừng quốc gia ha. Cái đỉnh cao nhất của rừng quốc gia là cao hơn với mặt nước biển là hơn 500 m ha, so với mặt nước biển. Rồi tiếp chúng ta đi tới ấp xóm mới và đi theo vào giữa vùng lõi vườn quốc gia ha quý anh chị và các bạn ha. Đó, mà sau lưng của em là quý anh chị và các bạn thấy đó là vườn quốc gia Phú Quốc, vườn quốc gia có khu du lịch tham quan của vườn quốc gia. Và sẽ đang đi tiến vào trung tâm lõi của vườn quốc gia và đi hướng về hướng Bãi Thơm ha, thị xã Bãi Thơm. Thì cuối cùng điểm đích của chiếc xe là ở thuộc về xã Bãi Thơm
là cái điểm cuối của đảo Phú Quốc ha, là thành phố Phú Quốc hiện nay. Đó, đó là cái đường đi. Mua còn mũi núi trước mặt của anh chị nữa là của mũi Em Chảo, là bên tay trái là Áp Rạch Chàm, bên tay phải là Dũng Châu Nằm. Rồi chúng ta cũng sắp đến đến nơi rồi. Đó, nếu chỗ quý anh chị và các bạn đi thẳng là cái biển chắc chống đó là Dũng Châu Nằm. Hầu những đây là những đất này hầu như là dự án hết rồi. Đó, cái mũi núi trên đầu đó là mũi núi cao nhất so với mặt nước biển, là cũng là mũi núi cao nhất của đảo Phú Quốc, thành phố Phú Quốc. Rồi hôm nay là chúng ta xem tại đây ha. Dạ, em cũng đã có trình xíu cho quý anh chị xem được cái sơ bộ là vậy. Rồi tiếp hôm nay em vào chủ đề ha, chủ đề chính ha. Chiều qua quý anh chị và các bạn đã xem là cái em review là cái đảo thành phố Phú Quốc đi từ Nam đến Bắc. Thì hôm nay em xài cái điện thoại là xài điện thoại của iPhone ha, hệ điều hành là iOS. Thì trước tiên quý anh chị và các bạn để xem được cái thông tin quy hoạch trên điện thoại á, online hay là offline gì đó, em cũng đã chia sẻ và cái những cái clip trước quý anh chị nào chưa xem thì xem lại giùm em ha. Em để trên cái mô trên cái trong kênh. Hôm nay em hướng dẫn cho quý anh chị nào đã biết rồi và đang như lời hứa, em hướng dẫn quý anh chị để coi cái thông tin quy hoạch trên điện thoại bằng hai lần iOS. Và quý anh chị nào chưa mới xem cũng em cũng cũng theo dõi thì cũng nên coi lại những cái trang cũ ha, những cái clip cũ. Thì trước màn hình quý anh chị và các bạn thì để xem thông tin quy hoạch trên điện thoại trước tiên phải có hai cái ứng dụng ha, trên App Store. Quý anh chị và các bạn vào App Store ha. Đây. Thì quý anh chị vô cái chỗ tìm kiếm ha, cái kính lúp ha. Quý anh chị gõ Gna ha, Gna Khét ha. Rồi quý anh chị tìm đến cái app ha, để Gna Khét ha, DWG ha, 3D à, em đã download rồi ha, 3D View. Thì em mở lên cho quý anh chị xem ha. Quý anh chị nào chưa chỉ biết nhớ cái tên này là download giùm em ha. Em đã gọi nên em mở lên ha. Thì sơ bộ đầu tiên là cái đây là quý anh chị xem, đây là cái giao diện chính của cái app Gna Khét. Thì bên tay trái đây là các folder. Đây là những cái danh sách mà là những cái tiện, đây là những cái tài nguyên mình chép vào ha, những tài nguyên mình chép vào đó, nó là vậy đó. Thì tiếp thứ hai nữa là quý anh chị download giùm em một cái nữa là quý anh chị lên App Store là quý anh chị bấm là xem sổ đỏ ha, cái ứng dụng xem sổ đỏ. Thì cái em đã đau rồi là xem sổ đỏ trên điện thoại, xem sổ đỏ trên bản đồ. Thì em đã tải về rồi. Và cái phần mềm này á là buộc phải anh chị phải trả phí ha. Tại vì trên hệ điều hành của iOS họ bắt trả phí chứ không có free trên giống như ở trên của hệ điều hành của Android. Tại vì do chính sách của Apple nó bảo mật và cần những buộc phải trả phí. Thì quý anh chị cứ đăng ký đi, có 79.000 một tháng để xem lần đầu để mình đăng nhập vào được ha, thanh toán qua Momo hay là những cái thẻ tín dụng. Thì em đã tạo rồi, em sẽ mở vô và cho anh xem ha. Đây là cái giao diện của phần mềm xem sổ đỏ, nó gồm có đơn giản lắm ha, góc bên phải nè, nó có mũi độ, thì nó có mũi là nó có 3 độ và 6 độ, mình là xài của hệ VM mình xài 3 độ ha, là độ lệch. Còn chọn tỉnh thì các quý anh chị và các bạn nào xài tỉnh nào kia, ở tỉnh nào, 63 tỉnh thành thì xài tỉnh nào quý anh chị đó. Kiên Giang, em chọn Kiên Giang, để Kiên Giang. Thì nó bên có góc cộng là thêm tọa độ, nhập nhanh, xem sổ đỏ đã nhập. Thì chứ anh chị quan tâm là thêm tọa độ và xem sổ đỏ đã nhập ha. Rồi em xóa đó ra, em bấm đa nhiệm ha, đa nhiệm kéo lên. Đây là quý chị xài đa nhiệm ha. Thì bên hệ điều hành của
Android thì anh chị bà chỗ 3 chấm á là nhiệm. Rồi mình giúp bỏ hết để cho nó nặng máy để mới nhận cho anh chị. Rồi để có cái tài nguyên này thì em đã nói rồi với anh chị, có các bạn hoặc là chia sẻ cái tài nguyên để cho quý anh chị xem. Trước hết đó là quý anh chị phải có là cái dữ liệu là về cái tờ bản đồ địa chính, và hai nữa là cái file quy hoạch của cái tỉnh thành nào đó ha, kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay là quy hoạch sử dụng đất của cái địa phương nào đó, thì với tờ bản đồ địa chính của cái địa phương nào đó, thì quý anh chị phải có hai cái đó. Cái đó là cái tài nguyên có thể quý anh em chia sẻ, có người chia sẻ cho quý anh chị. Thì tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn quý anh chị đã có rồi, thì quý anh chị nào có theo dõi thì quý anh chị em làm từ từ cho quý anh chị xem ha. Cái tài nguyên, cái hệ điều hành của anh iOS đó, họ bảo mật rất cao, họ không cho chép vào cái tài nguyên vào bộ nhớ trong của cái điện thoại, nên quý anh chị phải cần là phải chép dữ liệu vào iCloud, thì nó phải chép vào cái tệp của iCloud của điện thoại ha, iCloud Drive ha, đó, hoặc là Google Drive, quý anh chị chép vào đó. Và iCloud Drive nó có cho quý anh chị là được chép là được phi là 5GB, thì quý anh chị muốn nào dữ liệu nhiều hơn thì quý anh chị buộc phải update lên, phải trả phí. Còn em thì em cũng như cũng đã đủ rồi, nói chung là không cần nhiều. Quý anh chị, quý anh chị tiếp theo là quý anh chị mở cái Gana ha. Mà muốn để xem thông tin quy hoạch đó, thì quý anh chị trước hết lại cần có cái một cái cuốn sổ đỏ đi ha. Bây giờ em mở cho quý anh chị sơ bộ ha, lại có một thông tin quy hoạch cái cuốn sổ đỏ mà cái địa phương đó ha, cuốn sổ đỏ đó để quý anh chị em làm từng bước cho anh chị xem. Bây giờ em có cuốn sổ đỏ ha, đây ví dụ em đây là cuốn sổ đỏ hay là sổ hồng của quý anh chị, em mở cho quý anh chị xem. Thì trước tiên quý anh chị coi giùm em là cái thuộc cái cuốn sổ đỏ là thuộc về cái tờ bản đồ số mấy và thửa đất số mấy, thuộc ấp nào, xã nào, huyện nào, chỗ nào ha. Quý anh chị nhớ giùm em nữa là 31 ABC và diện tích và địa chỉ và số tờ số thửa. Rồi. Nó là cái sổ này thì nó có là tại cái tờ bản đồ là số 44, thửa đất số 110 và ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thuộc là xã Dương Tơ, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. Quý anh chị nhớ là cái xã giùm em ha. Xã Dương Tơ diện tích là 108 mét vuông, tờ bản đồ số 44. Rồi, em sẽ bấm qua đây. Rồi em khởi động GNAKET lên ha. Rồi cái này là cái tài nguyên chép vô, thì quý anh chị bấm ha, bấm giùm em ha, tìm vô bản đồ các xã ha, là trên bản đồ nó nói là đẩy là xã Dương Tơ, em bấm xã Dương Tơ ha. Tờ bản đồ 44 ha, đây là số tờ bản đồ theo thứ tự ha, 44. Cái này nó bị dân da, thì em cũng chẳng nói luôn cái lỗi dân da này á, thì quý anh chị là do là cái file đó nó nặng, nó quá cái dung lượng cho phép của thằng GNAKET. Thì muốn cái này là phải muốn đọc được thì phải em chị quý anh chị phải có cái file cần dọn sạch và làm nhẹ lại cái dung lượng của cái file đó thì quý anh chị mở được ha. Đó. Nếu làm được thì cái đó là clip sau để em lại cái nói phần sau ha. Đó. Nếu mở không được thì em mở lại cái nó đang văng ra đè vô, nếu mà văng ra bên giờ mới ra demo, nó đang chạy như này thì bấm vô demo nó để nó đừng tránh hạn chế cái lỗi đó, là một trong những cái lỗi của hệ điều hành của iOS. Bấm lại Gna xóa luôn, mua luôn. Tiếp theo vào địa chính Dương Tơ 44,
444 nha. Nó download về, cái này là có mạng nha, cái nó xài trên trực trên iCloud ha. Thì khi chúng ta mở bản đồ, quý anh chị dùng hai cái tay nè làm lại rồi phóng ra, phóng to thu nhỏ ra ha. Rồi đó, 44 nó có được có bao nhiêu thôi, tùy theo bản đồ, tờ bản đồ. Ở đây đây là xã Dương Tơ, ấp Suối Đá, tờ bản đồ 44 ha. Rồi quý anh chị bấm vào em cái góc bên phải ha, góc bên phải ba chấm ha. Quý anh chị bấm cái kính lúp ha, C ha. Đây là tìm kiếm nhanh, thì quý anh chị tìm tới cái thửa đất mà thửa 111 ha, 111 ha, đúng xã Dương Tơ ha, quý anh chị có 111 ha, có 111. Thì nó cho ta thấy được cái giá trị tìm được là số 111. Thường thường là quý anh chị bấm luôn 111 cái tên luôn, hoặc là để áp chuối đá. Rồi quý chị bấm cái chữ test mà 111 màu xanh lá cây ha, bấm vô. Thì cái thửa đất nó nằm ở đây, đây là thửa 111. Rồi kế tiếp quý anh chị coi lại diện tích đúng hay không ha. Đây để 108 m², thì bên đây để đây 108 m² ha. Rồi đúng là vị trí đất đó. Kế tiếp quý anh chị chọn giùm em ha, bấm lại ha, bấm draw ha. Quý anh chị bấm có hai cách ha, để anh chị lấy cái tọa độ ha. Quý anh chị bấm cái chính giữa đây này, cái nút chấm này nè là cái điểm nè, hay là quý anh chị bấm cái nè, quý anh chị bấm horo chơi vào, quý anh chị bấm cái ba chấm ở dưới ha, bằng ba chấm mà ở dưới của trên cái màu màu xanh đó, thì quý anh chị bấm nó show ra một cái nè, bao nhiêu nè, nó show ra thì quý anh chị kêu nè thôi nè đó. À, bên chị bấm vụ nè, xin đồ nè, là điểm chính giữa nè. Rồi bên chị chọn vào, nó kêu mình chọn một cái điểm ha, em chọn nha, anh thả lại cái điểm là cái đầu của miếng đất ha, anh chị xác định được đầu đất của quanh miếng đất ha. Bên chị mới lấy cái tay này, bên chị kéo lên chính giữa cho nó xa chút xíu đi, bên chị bấm chọn vô một cái ha, nó hiện vào cái hai gạch, gạch trên và gạch dưới ha. Rồi bên chị đè vô, bấm vô một cái, anh chị bấm copy ha. Rồi để đó ha, đang copy cái trục x ha, anh chị và các bạn tiếp theo ha, đa nhiệm anh chị bấm xem sổ đỏ ha. Rồi tiếp theo cứ để cái múi giờ ha, thì mấy chị để 3 độ ha, 3 độ tỉnh thành thì anh chị chọn ha, em chọn rồi, chọn Kiên Giang để Kiên Giang. Rồi với anh chị bấm thêm tọa độ ha, ha với anh chị x ha, mấy anh chị dán dầu y ha, ha là như chị nhớ nha, y nó gồm có 6 chữ số đầu và chấm hai mấy chữ số cuối, quan trọng là 6 chữ số đầu ha. Rồi x là nó có 7 chữ số đầu, em chỉ qua đây đó, thì mấy anh chị chọn vô copy, mấy anh chị bấm kéo lên đa nhiệm, mấy anh chị kéo qua, mấy anh chị bấm chọn vô, mấy anh chị bấm cái nữa hiện lên bát, anh chị bắt vào game. Đó là mình có hai cái trục tọa độ S và Y ha. Để anh chị bấm lưu lại. Quý chị và các bạn bắt đầu tiếp xem, bấm chữ xem sao đỏ ha. Và tiếp tục. Đó, nó cho là địa điểm của tôi. Thì để coi được trên giờ tranh thì quý anh chị bấm cái show ra ha. Đó, quý anh chị bấm cái lớp ha. Đó, bấm 3 lớp. Quý anh chị sẽ thấy được đó là cái vị trí của mình là nó nằm ở đâu trên miếng đất mình đang coi á, nó nằm ở trên cái trên bản đồ Gmap. Cái này bản đồ Gmap nha, chứ không phải Google Map nha, cái bản đồ này của cái nhà phát triển người ta vẽ ra, người ta lựa bản đồ update lên ha. Rồi cái vị trí nằm đây. Rồi để cho nó liên kết qua Google Maps thì quý anh chị bấm dùm em ha, cái mũi tên đó, cái nút màu màu đồng màu xanh ha, bấm vô. Quý anh chị chọn cũng là cái nút tiếp mà màu xanh được, cái hình dẫn đường biểu tượng mũi tên dẫn đường ha, quý anh chị chọn vô. Thì nó sẽ liên kết cho quý anh chị và các bạn
là bằng qua Google Maps, và cái chị vị ở trên đầu là vị trí của quý anh chị và các bạn đang ngồi và đang đứng giống như em đang đứng, và vị trí thứ hai là cái tọa độ chúng ta cần đi đến. Chúng ta bấm bắt đầu thì nó sẽ trở về cái quý anh chị bằng cái chế độ dẫn đường của Google Maps ha. Rồi như vậy là chúng ta đi bấm bắt đầu là nó sẽ đi ha. Rồi, nên em thoát rồi đó. Từ chúng ta đi tới đó là gồm bằng, nếu mà bằng ô tô chúng ta mất 13 phút là 4,8 km ha, tùy theo phương tiện đi, là đi bằng ô tô hay là xe buýt hay là bằng đi bộ. Rồi bằng ô tô đi coi đất, đi bằng ô tô hoặc là đi xe máy thì quý anh chị cứ đi biết rồi tới đó có đường đi ở bằng đất đó. Rồi em tiếp theo à, cái này là cách xem thông tin quy hoạch ha, đây là làm lấy vị trí, còn để biết thông tin quy hoạch về đó nó như thế nào thì quý anh chị và các bạn bấm thoát qua giùm em ha. Thì quý anh chị cần ha bấm ở dưới đã lưu ha, quý anh chị kéo lên ha, quý anh chị bấm bản đồ ha. Rồi đây là cái bản đồ load map được upload lên đó theo của bản đồ của quy hoạch ha, thì lớp đè lên lớp vệ tinh để xem mục đích chúng ta đi có cái cơ sở đi xem trước. Thì em sẽ bấm vào cái khu đô thị Dương Đông ha, 1/2000 ha. Rồi đây là bản đồ phân khu xây dựng Dương Đông 1/2000 đó. Anh chị cứ lấy hai cái tay là đè bung lên thì mấy anh chị biết các bạn là nó là đất gì đó. Thì cái hệ điều hành của thằng iOS thì Google Maps iOS thì nó không phải là hệ điều hành của thằng của iOS, nó thuộc về của Google, của Android. Thì mấy anh chị và các bạn nếu mà còn không bị vỡ lớp đó, không bị mất lớp đó, như thế này là nó mất lớp đó, thì quý anh chị thường thường là xài để hệ điều hành Android đều nó đều phủ đều hết, còn iOS thì nó có thể quý anh chị có thể bung bung lại gần cận nhất và có mạng, tốc độ mạng nó sẽ load cho quý anh chị đè lên một cái lớp để cho quý anh chị rõ ràng. Nó lại là những cái em để là mô tả đây là đất ở ha, những loại hình để đất gì, cái này là những cái thông tin ha. Rồi quý anh chị bấm lại ra nhiệm ha, anh chị trở lại cái bản đồ ha, bản đồ này là bản đồ của xem quy hoạch ha. Ha, xem bản đồ anh chị bấm lại cái dấu chấm cũ ha, màu xanh ha, anh chị bấm mũi tên dẫn đường ha. Đây như vậy là chúng ta đã biết cái quy hoạch đó là đất gì đó, nó để là đất ở tầng thấp nhà liền kề, thì anh chị bấm vô ha đó, bấm vô đất ở tầng thấp nhà liền kề đó. Đó thì quý anh chị và các bạn thấy được cái đề là đất ở, là cho ta biết được là cái giá trị đó. Những cái thông tin này là em cũng đã nói rồi, quý anh chị coi những bản đồ của em đó, đây là bản đồ load map đó, là quý anh chị đã coi được cái thông tin trực tuyến là mình biết đất đó là nó đất gì, quy hoạch cái gì ha. Cả trong đây nó có để mô tả tầng cao ha, là hệ số sử dụng đất đó, quý anh chị biết đó là đất gì. Đây là cái cách để xem online bằng điện thoại ha. Đó. iPhone. Rồi. Hẹn quý anh chị và các bạn gặp lại clip sau, em hướng dẫn cho quý anh chị và xem bằng offline ha, không xem qua lớp map mà em trực tiếp soi quy hoạch trực tiếp trên điện thoại iPhone. Nếu thấy hay quý anh chị và các bạn để nhớ comment ha, rồi chia sẻ ha, rồi để em có động lực em làm cái clip kế tiếp hướng dẫn quý anh chị và các bạn để xem thông tin quy hoạch đó bằng cái điện thoại, không cần một cái laptop hay một cái PC nữa ha. Rồi, nếu xem bằng mà ở nhà thì mình có cái laptop thì mình xem thì nó lẹ hơn, nhưng mà bây giờ công nghệ rồi, bây giờ mình xài em cầm cái điện thoại mình có thể đi check quy hoạch bất cứ lúc nào ha. Rồi bye bye quý anh chị và các bạn, hẹn gặp lại clip sau ha.